quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Nhóm tin tặc Anonymous đột nhập cơ quan kiểm duyệt phương tiện truyền thông của Nga và làm rò rỉ 340.000 tập tin cho thấy Moscow được Trung Quốc trợ giúp đắc lực và các chỉ thị mang trợ từ Putin. Thưa quý vị, Anonymous đã xâm nhập vào cơ quan kiểm duyệt truyền thông của Nga và tung ra 340.000 tệp trong vụ phá hoại mới nhất và chiến dịch tuyên truyền chiến tranh của Putin. Anonymous đã đột nhập vào Roskomnadzor ở nước Cộng hòa Bakhtostan. Họ đã chuyển 820 GB dữ liệu với 340 tệp tin cho những người chuyên cho rò rỉ thông tin trên trang web Didio Secrets các dữ liệu này đã được phát tán trong bối cảnh lo ngại của Nga có thể cắt đứt mạng Internet ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nhóm Anonymous đã xâm nhập vào cơ quan kiểm duyệt truyền thông của Nga và tung ra 340.000 tập tin trong một vụ phá hoại chiến dịch truyền thông chiến tranh mới nhất của Putin. Những tay tin tặc này đã đột nhập vào cơ quan liên bang có tên là Roskomnadzor, hay còn gọi là cơ quan cảnh sát của liên bang về truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng để đánh cắp các tài liệu mật, rồi sau đó chuyển cho tổ chức minh bạch Distributed Daniel of Secrets, viết tắt là DDO Secrets, nơi đã cho công bố trực tiếp các tài liệu. Kho tàng 820 GB bao gồm email và tệp tin đính kèm, một số có thời gian muộn nhất là ngày 5 tháng 3 năm 2022, cho thấy Điện Kremlin đang kiểm duyệt bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc xâm lược tàn bạo của họ vào Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tin tặc Anonymous cho biết họ cảm thấy gấp rút phải cho người dân Nga cần được tiếp cận thông tin về chính phủ của mình. Theo tổ chức minh bạch, Didier Sekras các hồ sơ liên quan đến Baskortostan thuộc Nga, một trong những nước cộng hòa lớn nhất trong liên bang với dân số 4 triệu người. Roskomnadzor, cơ quan giám sát các phương tiện thông tin đại chúng ở Nga, đã hạn chế quyền truy cập vào Facebook và Twitter trước khi chặn chúng và đe dọa các quyền truy cập vào bách khoa toàn thư mở Wikipedia do bài báo của họ đưa tin về cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, ngày Nga xâm lược Ukraine, cơ quan này đã ra lệnh cho tất cả các phương tiện truyền thông chỉ được sử dụng các nguồn thông tin chính thức, nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc vì phát tán tin giả. Các từ chiến tranh, xâm lược và tấn công đều bị cấm sử dụng khi mô tả các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Cơ quan quản lý truyền thông cũng đã chỉnh sửa hồ sơ của mình trên ứng dụng nhắn tin bảo mật Telegram Messenger để viết hoa chữ Z trong tên của cơ quan này sau khi nó trở thành biểu tượng của cuộc xâm lược của Nga. Trong thập kỷ qua, cơ quan kiểm duyệt này đã yêu cầu các công ty Mỹ, bao gồm cả Google, phải xóa nội dung về các cuộc biểu tình ở Ukraine, theo Forbes đưa tin. Nhà lãnh đạo và đồng sáng lập tổ chức minh bạch DDO Secrets là Emma Best, một chuyên gia rò rỉ thông tin mật có trụ sở tại Hoa Kỳ. Người trước đây đã nhằm mục tiêu vào cơ quan chính phủ Nga và lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ sau các cuộc biểu tình về vụ George Floyd. David Bass, giáo sư về chiến tranh trong thế giới hiện đại tại trường King College London, nhận xét Tôi nghĩ điều đó tích cực, các cơ quan kiểm duyệt nên bị vạch mặt. Người ta lo ngại rằng nước Nga có thể bị cắt khỏi mạng internet toàn cầu bất cứ lúc nào kể từ hôm nay và các tin tặc hy vọng dữ liệu sẽ được chia sẻ rộng rãi trong nước trước đó để tiết lộ hệ thống kiểm duyệt từ hàng ngũ chấp bù của chính phủ. Trang Battalion 65 hay còn gọi là NB65 có liên kết với Anonymous đã đăng một dòng script tuyên bố hiển thị thông tin máy chủ của Roscosmos Tuy nhiên, người đứng đầu Roscosmos đã phủ nhận tuyên bố và gọi Anonymous là những kẻ lừa đảo. Một lá thư từ Andrei Chenenko, Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số của Nga, đang kêu gọi các trang web và cổng thông tin thuộc sở hữu nhà nước của Nga tăng cường bảo mật cho đến ngày hôm nay. Ông ta ra lệnh cho họ chuyển sang các dịch vụ mạng trong nước và xóa mã JavaScript, ngôn ngữ lập trình phổ biến cho các trang web Andy, từ các nguồn nước ngoài đã được tải xuống các máy tính Bộ trưởng này cũng chỉ thị các dịch vụ web chuyển sang máy chủ có hệ thống tên miền trên đất Nga. Các dịch vụ web chuyển sang máy chủ của hệ thống tên miền toàn cầu cho phép mọi người trên khắp thế giới sử dụng Internet một cách dễ dàng và tự do, cho thấy Nga có thể tự cắt bỏ hệ thống đó và triển khai hệ thống của riêng mình. Nga tuyên bố chỉ thị này chỉ nhằm tăng cường an ninh khi đối mặt với các cuộc tấn công mạng lặp đi lặp lại, nhưng các chuyên gia lo ngại đây là dấu hiệu Nga có thể tự ngắt kết nối với Internet toàn cầu. Mikhail Klimarev, giám đốc của Hiệp hội Bảo vệ Internet, cho biết nhìn từ bên ngoài, nó giống như một sự chuẩn bị cho Runet có chủ quyền hay hệ thống web riêng cho Nga. Đầu tuần này, nhóm Anonymous tuyên bố đã xâm nhập vào kênh truyền hình nhà nước Nga để phát các cảnh quay về cuộc chiến ở Ukraine. Các tin tặc cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các tài sản Russia 24, Channel One và Moscow 24 để cho thấy thực tế của cuộc xâm lược mang trợ. Họ còn nói rằng mình đang tham gia vào hoạt động ẩn danh lớn nhất từ trước đến nay trước hành động sỉ nhục ở Nga. Một phần của đoạn phim được phát sóng trên truyền hình Nga có thông điệp những người Nga bình thường chống lại chiến tranh và kêu gọi họ phản đối cuộc xâm lược. Và vào tuần trước, các tin tặc tuyên bố đã tắt nguồn hệ thống máy tính của cơ quan vũ trụ Nga để Putin không còn quyền kiểm soát các vệ tinh do thám tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei đã gấp rút viện trợ cho Nga để chống lại các cuộc tấn công mạng của phương Tây. Các báo cáo ở Trung Quốc cho biết, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei có một số văn phòng ở Anh đã giúp đỡ những nỗ lực của Vladimir Putin nhằm ổn định mạng internet của Nga sau khi mạng này bị các nhóm hacker trên toàn cầu tấn công. Trong ảnh, logo Huawei được chiếu sáng bên ngoài tại Đại hội Thế giới Di động GSMA ở Barcelona, Tây Ban Nha vào hôm thứ Hai. Các báo cáo ở Trung Quốc cho biết gã khổng lồ công nghệ này có một số văn phòng ở Anh đã giúp đỡ những nỗ lực của Putin để ổn định mạng lưới Internet của Nga. Tuần trước, các trang web truyền thông của Nga đã bị tấn công bởi Anonymous khi họ thay thế cho các trang bằng một tấm bia mộ để vinh danh những người đã chết trong chiến tranh. Một bài báo xuất hiện trên một trang tin tức của Trung Quốc nhưng sau đó đã bị xóa tuyên bố cho rằng Huawei sẽ sử dụng các trung tâm nghiên cứu của mình để đào tạo 50.000 chuyên gia kỹ thuật ở Nga. Nó cho biết thêm rằng công ty dự kiến sẽ mở rộng sang các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và nhận dạng khuôn mặt. Nếu Nga đã nghĩ được rằng trong một khoảnh khắc nào đó Trung Quốc sẽ đi chệch hướng thì họ đã không xâm lược Ukraine các công ty Trung Quốc đang lo sợ về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ nếu họ bị phát hiện đang giúp các công ty Nga trốn tránh các biện pháp này. Huawei đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra vào năm 2019 vì lo ngại an ninh quốc gia và đã bị cấm cung cấp thiết bị cho mạng 5G của Vương quốc Anh. Người phát ngôn của Huawei cho biết, câu chuyện này là không đúng sự thật và dựa trên thông tin không chính xác là sai sự thật từ một bài báo đã được sửa chữa. Trong một diễn biến khác, Ukraine tuyên bố Putin đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào nhà máy hạt nhân Chernobyl. Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cơ quan chính phủ tuyên bố hôm thứ Sáu. Theo một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, bộ này nói rằng một thảm họa do con người gây ra được lên kế hoạch tại nhà máy này và sẽ bị thao túng để thể hiện như là do Ukraine phải chịu trách nhiệm về nó. Bộ này viết, Putin đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Một thảm họa nhân đạo đã được lên kế hoạch tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl do các lực lượng Nga kiểm soát, mà những kẻ chiếm đóng sẽ cố gắng đổ trách nhiệm cho Ukraine. Những tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị lực lượng Nga ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia có khả năng gây nguy hiểm cho việc làm mát nguyên liệu hạt nhân tại địa điểm này nhà máy điện bị cắt điện và bị ngắt kết nối với các hệ thống giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế bộ này cho biết các lực lượng nga đã từ chối cấp quyền tiếp cận cho thợ sửa chữa người ukraine của nhà máy và thêm vào đó các chuyên gia năng lượng hạt nhân từ belarus đã đến nhưng dưới vỏ bọc của họ những kẻ phá hoại của nga đã đến để tổ chức cuộc tấn công khủng bố cơ quan này cũng lưu ý rằng những kẻ chiếm đóng người nga đang chuẩn bị để tạo ra bằng chứng giả về sự tham gia của quân phòng thủ ukraine trong vụ tấn công khủng bố đồng thời họ tuyên bố là tại khu vực sân bay antonov ở gostomel xe đông lạnh của nga đã được phát hiện cùng với việc người nga thu thập thi thể của quân phòng thủ ukraine để mang đến nhà máy điện hạt nhân và cho thấy họ như là lính biệt kích của ukraine đã bị giết bài viết của cơ quan chính phủ cho biết nếu không đạt được kết quả mong muốn từ hoạt động quân sự mặt đất và đàm phán trực tiếp, Putin sẵn sàng cam kết thực hiện hành động tống tiền hạt nhân cộng đồng thế giới vì đã có các hành động hỗ trợ Ukraine. Mặc dù vậy, những hành động tương tự của Putin sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn thế giới. Có vẻ như đây chính là điều mà nhà độc tài nga đang tính đến, đòi hỏi những hành động không thể chấp nhận được. Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã thông báo hôm thứ tư rằng. Lưới điện duy nhất cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và tất cả các cơ sở hạt nhân của nó bị hư hỏng, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp yêu cầu Nga ngừng bắn và cho phép các đơn vị sửa chữa khôi phục nguồn cung cấp điện. Máy phát điện diesel dự trữ có công suất đủ cho 48 giờ để cung cấp năng lượng cho Chernobyl. Sau đó, hệ thống làm mát của cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ ngừng hoạt động, khiến cho rò rỉ phóng xạ sắp xảy ra. Cuộc chiến băng trợ của Putin khiến cả châu Âu gặp nguy hiểm. Ông ta phải ngăn chặn tình trạng đó ngay lập tức. Hơn 200 công nhân đã làm việc dưới họng súng kể từ khi binh lính Nga chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 24 tháng 2. Theo Fox News, các nhân viên làm ca đêm, những người được cho là chỉ làm việc 12 giờ, đã điều hành các hoạt động tại nhà máy trong hai tuần qua. Trong số các kỹ sư hạt nhân, có người cha 63 tuổi của cô Natalia Dromo Dumo nói với First News qua Zoom từ Munich, Đức. Về cơ bản, nhà máy điện bị chiếm giữ bởi những người không có manh mối về các giao thức an ninh hạt nhân. Trong hơn 40 giờ qua, nguồn điện đã bị cắt tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, khiến các cơ sở phải sử dụng nhà máy điện diesel dự trữ, có công suất đủ cho 48 giờ, theo nhà điều hành hệ thống truyền tải Ukrainogo. Bất chấp sự cố mất điện tại Chernobyl, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết họ không thấy tác động nghiêm trọng nào đến sự an toàn. Chernobyl là nơi xảy ra một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới khi một loại phản ứng năng lượng hạt nhân phát nổ và cháy vào năm 1986. Thảm họa Chernobyl gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho môi trường sẽ kéo dài hàng nghìn năm. Tổ chức Hòa bình xanh Greenpeace thông báo trong nghiên cứu năm 2016 về vụ tai nạn. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người lại có một lượng lớn đồng vị phóng xạ tồn tại lâu như vậy, được giải phóng vào môi trường chỉ bởi một sự kiện. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Saigon News.